Em xem nhá, xem để auto tự động nhá. Em không phải dùng chất init gì cả, mà dùng chất init thì càng nhanh, được chưa? Đấy, bật chất init này. Dùng chất init thì càng nhanh luôn. Được chưa? Đặt ra con boy này. Chất tầm 5 đi. Đấy, nhanh chưa? Nhanh chưa? Em vào sử dụng này. Nâng cấp là rất là lâu đúng không? Em nâng cấp rất là lâu đúng không? Anh em ấn trên bàn phím chữ Z thôi nhá. Đây. Mục đập đồ thì anh em bấm chữ Z nhá. Chữ Z trên bàn phím được chưa? Đây chữ Z đây. Chữ Z này này. Em ấn đây nhá. Ấn đây, ấn Z, chữ Z này này, khoanh tròn này này. Đấy. Em nhìn nhá, nhìn này, 1, 2, 3. Úi xa, đánh chưa, úi xa, đánh chưa em ơi, tuyệt vời không, quá tuyệt vời luôn. Đấy, siêu tuyệt vời luôn, được chưa, quả 4 sao rồi. Đấy, anh em muốn dừng lại thì anh em bấm chữ. Rồi, ok anh em nhá, hôm nay tôi sẽ có một con siêu phẩm, cực kỳ chất lượng. Đấy, bản mốt này cực kỳ chất lượng luôn, cho anh em biết nhá. Thì hôm nay tôi sẽ làm review cho anh em bản mốt này của một người em cũng cùng bóp trên Ngọc Rồng, cùng Ademin luôn. Đấy, đây là bản mốt này rất là ngon luôn anh em nhá, ngay chia sẻ miễn phí cho anh em luôn. Đấy, thì bản mốt này có những chức năng gì thì anh em có thể thấy là đây là một cái nick mà tôi mới tạo được có 3-4 ngày rồi đó, mà úp này đã 82 tỷ sức mạnh này. Đấy, tệ thì đệ tử này 74 tỷ này, được chưa? Đấy, mà úp bằng Kaioken nó lâu nhá, mà trả cân đôi luôn, không một món đồ gì luôn, chưa mở thành viên luôn. Đấy, chưa mở thành viên luôn mà đã được 74 tỷ và sư phụ là 82 tỷ, thấy không? Úp bản mốt này cực kỳ nhanh luôn, anh em sử dụng úp đệ tử và úp úp vào sư phụ cùng nhanh luôn. Đấy, đồ này được chưa? Đấy, mới 3-4 ngày thôi. Đấy, được găng hủy diệt miễn phí khi bồi thường bị lỗi này, được chưa? Rất là ngon luôn. Đấy, anh em thể nhìn xem gốc này còn chưa cộng luôn này, được chưa? HP còn chưa cộng luôn này, được chưa? Đấy, thì tiềm năng anh em thể nhìn này, tiềm năng là 90 tỷ. Đây anh em nhìn nhá, ba số 9 số 0, thằng này là 90 tỷ, được chưa? Thật nhá. Đấy thì anh em muốn bấm như này rất là lâu đúng không, thì bản mốt này sẽ hỗ trợ cho anh em như thế này. Anh em chỉ cần gõ này chỉ số, được chưa? Ấn chỉ số này, em ấn ok thôi, ấn ok, được chưa? Rồi anh em vào mục mở nhìn này, nhìn nó cộng này chưa, em nhìn nó cộng chưa, để xem khu mới. Đấy, bản bot này hỗ trợ cả sân bot anh em nhá. Đấy, khu nào có bot nó báo hiệu hết ở đây, được chưa? Đấy, super body 20 vừa xuất tạm đã bu lông này, được chưa? Cái thông báo ở dưới nó rất chậm, được chưa? Anh em mà xem cái thông báo ở dưới rất là chậm luôn, anh em xem cái này rất là nhanh như bản trên Android ấy, rất là nhanh luôn, được chưa? Hình như chỉ số đang lỗi sao nhỉ? Bấm chỉ số đúng không? Anh em bấm chữ chỉ số này. À không cách anh em ạ, chỉ số không cách nhá. Chỉ số không cách anh em ạ. Em gõ chỉ số không cách nhá, ok này, được chưa? Đấy, nó tự cộng, anh em nhìn chưa? Đấy, với 90 tỷ là nó cộng này. Đấy, tự cộng sẽ đánh 5.000 này, và 4.000 sẽ đánh 5.000 này. Ok chưa, sẽ đánh giảm tốc nó tự cộng cho anh em nhá. Đấy, mỗi chi mạng nó không cộng cho anh em thôi. Chi mạng thì anh em phải tự cộng, được chưa? Chi mạng cộng thì rất tốn nhiều tiềm năng, nhưng mà nó chỉ cộng cho 4 cái, 1 là HP này, 2 là Ki này, 3 là xây gốc này, 4 là giáp này, được chưa? Nó sẽ cộng 4 cái này cho anh em. Đấy, anh em mở nội tại tiềm năng sức mạnh 30% đánh quái rất là ngon luôn. Đấy, úp tiềm năng sức mạnh rất là nhanh, được chưa? 90 tỷ mất 4 tỷ cộng một tiềm năng này, được chưa? HP giờ lên 200.000 này này, sức đánh lên 8.000 này này. Đấy, anh em dùng phiên bản này úp rất là ngon luôn. Đấy, úp một lúc là đệ 74 tỷ này, sư phụ 82 tỷ này. Đấy, chưa mở giao dịch luôn, chưa mở thành viên luôn, rất là ngon luôn, được chưa? Đấy, anh có cả đập đồ anh em nhá. Đấy, em chưa, anh em không phải làm gì cả, nó tự cộng sức đánh gốc này, tự cộng ki, tự động HT cho anh em này. Đấy, phiên bản rất là ngon luôn. Đấy, được chưa? Anh em nhìn này, máu tụt thế này. Đấy, nó cộng xong máu sẽ tụt, cắn biến động hết thằng này. Đấy, còn cái phần tập đồ thì vẫn là ok em nhá. Đây, sang đọc khai bê cho anh em xem, tập đồ vẫn là ok, chất lượng luôn. À, còn tất cả những ô công tắc này anh em đều dùng được nhá. Đây, thí dụ cho anh em xem luôn. Sô-cô-la này, à mình chưa học anh em ạ. Đấy, có nghĩa là gắn tất cả luôn, được 8 ô, nghĩa là anh em gõ trên bàn phím được ô nào thì được ô ấy luôn, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, gắn ô 8 này, chưa, đẻ trứng này, ô 7 này, ô 6 này, úi xồi, chưa, đấm này. Đấy, 8 ô anh em dùng thoải mái nhá. Đấy, rất là nhanh luôn, bản mốt này cực kỳ nhanh luôn, mượt luôn, siêu mượt luôn, được chưa? Em đập đồ này, pha lê hóa trang bị này, chờ anh em lấy găng này ra này, đập thử phát cho anh em xem nhá, xem nó để auto tự động nhá. Em không phải dùng chất init gì cả, mà dùng chất init thì càng nhanh, được chưa? Đấy, bật chất init này, dùng chất init thì càng nhanh luôn, được chưa? Đặt ra con boy này, chất tầm 5 đi. Đấy, nhanh chưa, nhanh chưa? Em vào sử dụng này, nâng cấp là rất là lâu đúng không? Em nâng cấp rất là lâu đúng không? Anh em ấn trên bàn phím chữ Z tôi nhá. Đây, mục đập đồ thì anh em bấm chữ Z nhá. Chữ Z trên bàn phím được chưa? Đây, chữ Z đây. Chữ Z này này, em ấn đây nhá. Ấn đây, ấn Z, chữ Z đây này, khoanh tròn ở đây này. Đấy, em nhìn nhá, nhìn này, 1, 2, 3. Úi xa, đánh chưa? Úi xa, đánh chưa anh em ơi? Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời luôn. Đấy, siêu tuyệt vời luôn, được chưa? Quả 4 sao rồi. Đấy, anh em muốn dừng lại thì anh em bấm chữ Z phát nữa, được chưa? Ấn Z để dừng lại, ấn Z để bật đồ. Úi dồi, được mấy sao? 3 sao.
500 triệu nhỉ, 500 triệu được 3 sao. Đấy, ép đồ ép rất là nhanh luôn. Em sẽ đánh nhá. Ô, Super Uri này. Úi dồi ôi, ngon chưa? Xong không anh em? Xong đổi đệ không? Rồi, lại sẽ đánh phát. Không có 3 sao nhỉ. Ủa, Uber này không có 3 sao anh em ạ. Giờ nó dùng 3 sao hiếm thật đấy. Ôi dồi, Super Uri sẽ bao nhiêu máu vậy? Đôi nhỉ. Ủa, Super Uri bao nhiêu máu vậy? Ui, 159 triệu HP ạ. Ủa, em thử nhá. Úi dồi ôi, toàn hụt ạ. Em thử toàn hụt anh em ạ. Rồi, đấy. Em nhìn là tiền tăng cộng chưa? Úi dồi. Ui, em nhìn này, HP đã lên 600 rồi này. Ski cũng lên 600 rồi này. Sư đánh lên tới 29-30 này, kịch rồi. Sư đánh kịch rồi. Sư đánh mắc là 30, giới hạn sức mạnh mắc là 30. Gia cốc cộng cho mình lên 23-23 này. Mắc rồi này. Tuyệt vời anh em ạ. Đấy, phải bảo mô rất tuyệt vời luôn. Tự cộng tiềm năng sức mạnh, tự săn bot này. Đấy, bot đã xuất hiện đâu cũng có hết này. Được chưa? Đấy, tự động cộng này. Đấy, giới hạn rồi. Mắc rồi, mắc ping rồi, giới hạn rồi. Còn thừa 25 tỷ. 25 tỷ tiềm năng chưa cộng luôn. Đấy, thì mình cộng 19 mạng. Được chưa? Đấy, 9 mạng rất là tốn luôn. Cộng thêm 9 mạng nữa. Chưa, 6 tỷ à? Đấy, cộng 6 tỷ luôn. 9 mạng 4, cần 31 tỷ. Không đủ à? Cộng giao gốc. Đó, em rất tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời luôn, phải nói rất tuyệt vời luôn. Cộng mắc luôn này. Mắc luôn tiềm năng sức mạnh này. Mắc hết rồi. Được chưa? Sư phụ đệ tử cũng VIP luôn. Đấy, chơi rất là sướng luôn. Đấy, cố gắng hủy diệt đeo vào nó VIP luôn. Được chưa? Anh em đi săn bot các kiểu luôn. Đấy, thì bản mốt này còn những cái gì nữa thì video sau tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho anh em. Đấy, còn nghĩa là còn đập hôm nay đập đồ này, tự cộng tiềm năng sức mạnh này, săn bot các kiểu này, gắn ô phím tắt này. Đấy, còn ngày mai kia sẽ là úp capsule kỳ bí này. À, úp đệ tử nhá. Úp đệ tử rất là ngon luôn anh em ạ. Đây, úp đệ tử nghĩa là đệ tử mình sẽ ra ngoài này. Đệ tử đâu nhỉ? Đệ tử mình sẽ ra ngoài. Nghĩa là khi đệ tử nó bảo sư phụ ơi cho con đậu, là đệ tử nó sẽ tự ăn đậu được chưa? Nó sẽ tự ăn đậu. Nó sẽ tự ăn đậu anh em, không phải làm gì cả. Tự auto ăn đậu. Được chưa? Rồi, còn gì nữa nhỉ? Tự auto ăn đậu này. Đấy, xong rồi khi mà bị thoát game đó, nó sẽ tự đăng nhập lại được chưa? Khi mà bị thoát game như này này, đấy, nó sẽ tự đăng nhập lại được cho anh em được chưa? Nó sẽ tự đăng nhập lại được chưa? Đấy, anh em chỉ cần giữ nguyên cái server anh em cần thôi, còn lại nó sẽ tự đăng nhập lại được chưa? Đấy, ok, thì video lên đây thôi. Thì anh em đừng quên để lại một nút like và một nút đăng ký cho kênh YouTube của tôi. Đấy, để video sau tôi sẽ dẫn anh em bản đồ này cụ thể chi tiết hơn và đầy đủ hơn được chưa? Đấy, hướng dẫn úp đệ cực nhanh này. Úp capsule kỳ bí này, săn bot này, hoặc là tất cả các loại chức năng. Đấy, còn lại anh em muốn tải cái phiên bản mốt này thì tôi sẽ để link ở phía dưới được chưa, để anh em vào tải. Thì phiên bản mốt này thì cũng do chính thức em Lâm cũng tạo ở trên đây, em thể nhìn rõ này. Đây, đấy, anh em cứ đổi hết mật khẩu đi, sau đó thì chơi mỗi bản mốt này thôi được chưa. Đấy, nếu mà bị mất app thì bảo qua những người có chuyên môn tìm ra cái mốt này có keylog được chưa. Đấy, chính em Lâm thành viên của trong bot cũng cùng Adibin cùng tôi. Đấy, thì anh em mà tìm được cái cây lốc này ở trên phiên bản mốt này thì chính em Lâm sẽ bồi thường cho mọi người được chưa. Đấy, thì cũng như vậy thôi, anh em nhớ đừng quên để một like, nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé, được chưa. Bye bye anh em, hẹn anh em vào những video lần sau, và những lần sau sẽ có nhiều chức năng phiên bản mốt hay hoa hơn cho anh em trải nghiệm nhé. Còn anh em tải phiên bản mốt này chơi thì tôi sẽ để link tải ở phía dưới được chưa, anh em nhớ kéo phần mô tả và bình luận được chưa. Còn số may mắn hôm nay thì kết quả số miền Bắc tôi sẽ cho anh em chọn con số may mắn ngày hôm nay. Thì số miền Bắc con đầu tiên, ok, thì số miền Bắc ngày hôm trước thì không ai trúng cả, tôi đã kiểm tra hết tất cả comment rồi, không ai trúng được chưa anh em. Nào mà hôm nay là 12 đúng không, hôm nay 12 thì 13 đi, 14 đi, ngày 14 tháng 5, nên là 2 ngày nữa tôi sẽ chốt một con số, 3 số này. Thì anh em comment ở phía dưới kênh của tôi, dưới video này nhá, XMD VIP. Anh em gọi XMD VIP trên Google được chưa? Đấy, sẽ là kênh của tôi luôn. Đấy, thì anh em vào cái kênh YouTube của tôi, bình luận ở phần cuối được chưa? Bình luận ở phần cuối như này. Bình luận đâu nhở? Trôi đâu rồi? Đây, bình luận như này được chưa? Bình luận như này được chưa? Con số may mắn 3 số nhá anh em nhá. Bình luận 3 số. Thì ngày 14, ngày 14 tháng 5, 2022, ngày 14 tháng 5, tôi sẽ chọn ra 3 người đoán đúng 3 con số ở cuối thì được 10 thỏi vàng được chưa? Phát 10 thỏi vàng miễn phí cho anh em. Đúng 2 số thì được 5 thỏi vàng. Đấy, tạo sân chơi cho anh em vui nhá. Đấy, vừa hướng dẫn chia sẻ phiên bản mốt này, vừa tạo con số may mắn, số miền Bắc cho anh em này. Đấy, anh em chơi thoải mái nhá. Đấy, vừa chơi vừa giải trí nhé. Đây là nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube tôi nhá. Đấy, sắp tới tôi cũng live stream phát vàng cho anh em luôn. Đấy, vào hôm sau ra nhiều phiên bản mốt chức năng hay hơn. Được chưa? Đấy, chốt nhá. Ngày 14 tháng 5 anh em dự đoán con số bắt đầu từ bây giờ, 3 số cuối của giải đặc biệt của số miền Bắc. Chúng 3 số này, 3 số cuối
thì sẽ được 20 thỏi vàng. Đúng hai số cuối thì sẽ được 5 thỏi vàng. Là được chưa? Đấy, hai số cuối thì được 1 2 3 4, 2 tỷ rưỡi. Còn đúng ba số là được 10 tỷ. Đúng ba số là được 10 tỷ vàng. Còn hai số là được 2 tỷ rưỡi vàng. Được chưa? Chốt nhá. Ok anh em nhá. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ nhá. Rồi bây giờ sau sẽ có phải mốt ngon hơn cho anh em nhá. Bye bye. XMD VIP. À đấy, trong thời gian rảnh thì anh em lên YouTube xem những các video nhá. Thì các em vào tập trưởng Blue. Đấy, đây cũng là một người anh em trong đội ngũ của tôi. Đấy, anh em vào đăng ký cho bạn ấy và xem các video của bạn đăng nhá. Ok anh em ơi, anh em nào đang chơi ngọc rồng này. Đấy thì có thể vào được shop ngọc rồng blue.vn để mua tất cả các loại nick. Ok à, chiết khấu 0%, anh em mua 100.000 thì bằng giá 100.000, được chưa? 100.000 ví thì anh em được 330 viên phải làm. Nhiều hơn cả làm trên bạch ngọc rồng nhá. Thì đây là shop ngọc rồng blue. Anh em đi chữ shop blue.vn để vào nhá. Thì trong đây có tất cả các nick của blue cập nhật liên tục trong một ngày. Ngày nào cũng cập nhật luôn. Đấy, giúp cho anh em click nick này. Đấy, được chưa? Em chưa còn set blue này. Set blue 2 sẽ kích hoạt này. Gì cái gì cũng có, được chưa? Giá rất là rẻ luôn, anh em thấy chưa? Toàn đăng ký ảo đấy nhá, là anh em mua sắm rất là yên tâm, toàn đăng ký ảo 100% nhá. Đối tác thì chỉ có Viettel và FPT thôi. Đấy, còn anh em muốn mua đồ thử linh hay đồ bình xét, tất cả các loại đồ ở Ngọc Rồng thì anh em vào trang bán hồ, được chưa? Đấy, tất cả mọi thứ đều có hết nhá. Thế là anh em cứ truy cập vào shopblue.vn, được chưa? Shopblue.vn, tặng lần nữa, ok nhá. XMD bye. XMD Trùmbomo.com. Bếp chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín, trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7, tất thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay trùmbomo.com để kiếm tiền nhé.